Đừng đã. Mua cái lớn đốt vừa quá. Ui hò hê. Đâu gồ đánh đánh thôi chứ đâu gồ mất đâu đánh cho hết. Lấy chi. Đâu gồ á làm chi mình thấy. Hy vọng pha này là ok. Rồi xuống đi, xuống đi. Đéo được rồi. Đông Phong thất thủ mà lại các bạn. Đánh nhà mà đang đào. Đang trúng đốc. Đây thì phía sang sau quay cho anh em các bạn xem nhá. Các bạn đang đào. Lúc này khá trương anh em nhá. Lúc này khá trương đấy. Lúc này khá trương nhá các bạn nhá. Lúc này hơi sương luôn. Đang bị mân lái như các bác nhá. Đấy. Này các bác đang đào nhá. Sốc cao lắm các bạn. Người đi vẫn đang trôi, huống gì xe xuống dốc vẫn trôi. Đây là đang mò nha các bác nhá. Mà nó như này rồi. Này mà đóng đầy một phát một là kiểu gì cũng ẳng luôn. Trưởng lắm anh em ạ. Tôi là đang này ai đối mà thuồng ai. Ồ ồ ồ ồ mặt luôn cho ăn con. Có nhiều đô ạ. Đang đào là lùi lại xem có lùi được không nha anh em nha. Mẹ
Ông mừng. À uống của lên. Lên á. Mua dơ lên lên cả dân ăn đẩy rồi lên cả dân ăn cứ mua dơ ấy. Quay cái gì mà quay anh ơi, em đang thì buồn sầu quá đây, tiền không có đây này, vợ cũng không có nữa, chả biết mấy ai, quay là cái gì. Anh nha, bỏ vợ rồi à? Bỏ lâu rồi, bỏ 2-3 năm nay rồi. Anh nha, vợ anh nha, đấy đang ở đây mà ông nói thế thì các bác xem được không nha. Muốn bán 1 triệu. Xe đang xuống nha các bạn nha, xe đã qua chỗ nguy hiểm nha các bạn nha. Đấy, xe đang xuống rồi. Đang xuống nha các bạn ạ. Nhờ các bác trợ giúp kéo thêm trợ lực cho nên là xe đang xuống anh em ạ. Chào các bác ở cái video sau nha.